trung thu, cô ấy xuống trần gian để vui chơi với tất cả các bạn. Sẽ rất là vui, bởi vì là người lớn sẽ tặng thật nhiều đồ chơi như là đèn ông sao, đèn cá chép, đèn phim nga, rồi cả bánh nướng để trông trăng. Vào thời điểm trăng lên cao thì tất cả các em thiếu nhi sẽ cùng quây quần để cùng hát, múa, ngắm trăng và phá cung đôi. Gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng Việt Nam ở trong nước, các cháu trong cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước và các cháu nước người nước. Chàng ơi, giờ thì của các bạn đã nhớ ra rồi đấy. Em thân mến, tiếp nối với phong tục ngày xưa để lại ngày hồi trăng rằm thật lung linh và huyền ảo với chúng ta trong tất cả các bạn thiếu nhi huyện Madrak đấy. Các bạn có vui không? Khi cùng với chiếc lồng đèn dưới ánh sáng lung linh của rằm tháng 8 thì ngày hôm nay chúng ta phải vui lên thật nhiều, bởi vì trong đêm hội trăng rằm hôm nay chúng ta lại được chào đón các cô chú, các anh chị đại biểu cũng phải tham dự cùng với đại biểu trong đêm hội trăng rằm của tối hôm nay nhé. Và sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu sự có mặt của cô Nguyễn Thị Thu An, phó Thương binh và xã hội. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả các em và xin mời hai vị đại biểu chúng ta cùng nán lại một chút. Và tôi hy vọng rằng với phần quà này, các em thiếu nhi chúng ta sẽ đến trường một cách thuận tiện nhất và hỗ trợ cho công việc học của mình thật hữu ích. Xin được một lần nữa chúc mừng 20 em và xin được trân trọng cảm ơn cô. Để cho các em chúng ta phải cố gắng.